Hãng sản xuất máy bay Boeing vừa mới nâng triển vọng 20 năm tại thị trường Đông Nam Á. Theo hãng này, thì trong 2 thập kỷ tới, thị trường khu vực Đông Nam Á sẽ cần đến hơn 4.200 máy bay mới. Hôm 22 tháng 9, Boeing nâng triển vọng thị trường Đông Nam Á. Theo hãng này, nhu cầu gia tăng thị phần của các hãng hàng không giá rẻ sẽ thúc đẩy sức mua của khu vực này. Trong 20 năm tới, Boeing dự báo Đông Nam Á cần đến 4.210 máy bay mới, trị giá 650 tỷ đô la Mỹ, dựa trên tăng trưởng hành khách hàng năm tăng 6,2% mỗi năm. Con số này tăng so với dự báo 3.750 máy bay mới với mức trị giá 550 tỷ đô la Mỹ mà hãng này đưa ra trước đó. Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ của Boeing cho biết, các thị trường như là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ chứng kiến cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Ngành hàng không là nguồn du lịch lớn nhất của các quốc gia này. Do vậy, hàng không sẽ là một trong những ngành tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực. Hãng đối thủ Airbus chưa công bố báo cáo triển vọng kinh tế của thị trường khu vực này, nhưng phát ngôn viên của Airbus từng cho biết, dự báo tăng trưởng hành khách hàng năm của khu vực lên đến 7% mỗi năm trong vòng 2 thập kỷ tới. Tính chung toàn cầu, Boeing dự báo nhu cầu máy bay mới sẽ lên đến 41.030 chiếc trong 20 năm.